shop thanhxoayca.com, shop thử vận may vòng quay Free Fire. Chỉ với 19k anh em có cơ hội nổ hũ lên đến 19.999 kim cương. Và đặc biệt ở trong shop có rất là nhiều ác Free Fire ngon bổ rẻ, tha hồ cho anh em lựa chọn. Anh em nhanh tay truy cập vào shop thanhxoayca.com thôi nào. Đường link shop mình để dưới phần mô tả và phần comment cho anh em nhé. Hello, chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video reaction tiếp theo của mình. Thì ngày hôm nay theo yêu cầu của tất cả các bạn thì mình sẽ reaction Cooly các bạn nhé. Thì cũng khá là lâu rồi mình không có xem video của Cooly, tại vì dạo gần đây mình hay reaction những bạn tài năng mới và mình chủ yếu là reaction những video map lớn ấy. Thì theo yêu cầu của tất cả các bạn thì ngày hôm nay mình sẽ reaction Cooly các bạn nhé. Thì trước khi vào video reaction ngày hôm nay, các bạn nhớ bấm cho mình một like và một đăng ký kênh nhá. Còn link của Cooly thì mình sẽ để dưới phần mô tả cho tất cả các bạn nhá. Ok, chúng ta cùng đến với video reaction ngày hôm nay nào. Let's go. Ok, thì trước khi vào xem video mình sẽ bấm cho Cooly một like các bạn nhá. Ok, vô nào. Hành trình thách đấu giữa mùa Cooly cân 4 one shot phần 2. Ok, one shot à? Full one shot à? Cooly bắn one shot rất là tốt các bạn nhá. Mình thấy là Cooly bắn one shot rất là tốt. Ây da, ghê nha. Bụp vào đầu này, vỡ đầu này ấy. Quả keo này hơi bị lỗi. Ây da. Ơ đù. Pha này. Pha này ảo nha. Đừng quên cho Lê xin một like và một lượt đăng ký kênh, giúp Lê có động lực làm thêm phần quay cho mọi người cùng xem nha. Ok, chúc mọi người xem tiếp video vui vẻ. Ok, ok, ok. Mình like và đăng ký thôi nha các bạn nha. Bạn nào chưa like và chưa đăng ký thì bấm cho Cooly một like và đăng ký nha. Ok luôn, bật đăng ký bật chuông luôn nào. Anh cầm Skyler cân 4. Thử thách cầm Skyler cân 4 ấy, ảo vậy. Hay. Pha này xử lý hay đấy. Xử lý các bạn ạ. Ui, 25 máu. Hay nha. Mơ 1014. Ây. Ui. Ây à. Ghê vậy. Adu, ghê nha, Cooly on shot rất là ghê nha. Này. Được đấy nha, được đấy nha. Hay đấy. Cái gì đấy? Anh nghe kịp không trời à? Thằng đồng đội nó nói gì nhỉ? Thằng kia nó nhanh, nó như kiểu tua đấy các bạn ạ. Chắc là cái mồm nó là rập này đấy các bạn ạ. Được, hay đấy. Úi.
Cooly xử lý map lớn là nhầm xử lý map nhỏ là rất là hay các bạn nhé. Mình thấy Cooly xử lý map nhỏ đỉnh đấy. Được. Lục bạc thì thôi rồi các bạn ạ. Cooly bắn lục bạc cực kỳ đẳng cấp luôn. Mình thấy ấy, mình thấy là Cooly bắn lục bạc rất là ghê nha. Ui. Chắc là đặt tâm đúng vị trí. Ô cái gì vậy? Ghê nha. Sục bay giáp rồi. M1014. M1014 là bắn theo kiểu đơn giản hiệu quả thôi các bạn ạ. Tại vì khẩu này bây giờ mình thấy yếu quá. Khẩu đấy cái tầm xa của nó bị giảm rất là nhiều. Chung là khẩu đấy bây giờ ít, rất là ít người dùng luôn M1014 đấy. Được. Hay đấy, hay đấy. Ăn may à? Chắc là ăn may các bạn ạ. Làm gì mà nhảy một phát là bắn, cứ bắn như thế thằng kia lao đầu vào headshot luôn. Cái tâm ghê nhá. Ui. Ây da. Ghê vậy. Ui. Ăn sọt à. Ây. Áo, phát này áo, phát này áo, phát này áo. Ây chà. Phát này áo nha. Đó. Rồi xong. Lộ rồi. Bắn vào bụng headshot kìa các bạn. Lộ rồi đấy. Ê à, gì ấy? Ây, what the hell, what the hell? Ây à, hơi ảo nha. Alo. Cái pha bắn pha mát vừa rồi này là hơi ảo nha các bạn nha. Từ cái đoạn này. Từ trước. Đấy, từ cái pha này rồi. Đấy. Ảo nha. Hơi ảo nha. Ui ghê vậy. Này, cái pha này này. Đấy, các bạn xem cái pha này nhá. Cũng hợp lý thôi. Mình thấy là Cooly đặt để tâm rất là cao các bạn ạ. Kỹ năng ấy, chắc là cũng có một phần ăn may ở trong đấy. Đấy. Nên là mới có những cái pha ảo như thế.
Ghê đấy nha. Ghê đấy. Hay. Úi giời. Cứu tôi. Ê, pha này xử lý hay đấy nhỉ. Được. Hay đấy. Ui. Tưởng xong rồi. Sao kiểu gì lại vào đầu được khoa này nhỉ? Cắp cút quảng cáo à? Hay đấy, nói chung là video của Holy rất là hay các bạn ạ. Đấy, có nhiều pha là rất là ảo nha. Thì ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết đoạn video reaction này của mình. Nếu mà các bạn cảm thấy video hay, nhớ bấm cho mình một like và một đăng ký kênh nhá. Còn link của Holy thì mình sẽ để dưới phần mô tả cho tất cả các bạn nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.